Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố để thảo luận và thông qua một số nội dung theo chương trình công tác. Tại phiên họp, trên cơ sở báo cáo đề xuất của các sở ngành địa phương, các ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, các nội dung đáng chú ý bao gồm tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về giá dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, về trợ giúp xã hội, việc điều chuyển kinh phí quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải Phú Lộc giai đoạn 2 lần 2, việc rà soát quyết toán chênh lệch thu chi, xếp loại kết quả hoạt động năm 2022 của Quỹ Đầu tư Phát triển, về đề nghị phê duyệt danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thành phố. Nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường cũng đã được thông qua, như việc xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh nếu có, do điều chỉnh quy hoạch chi tiết, làm thay đổi thành phần sử dụng đất và đồng thời chuyển mục đích giữa các loại đất. Các vấn đề liên quan đến đơn giá tính tiền giá đất tại một số vị trí cụ thể. Tại cuộc họp, nhiều nội dung khác cũng đã được thảo luận, thông qua như chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại một số dự án, về phê duyệt và ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước tại một số hồ chứa nước.